ngày 29 tháng 11, Công an thành phố Quy Nhơn, Bình Định cho biết, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện các bản điện tử quảng cáo chạy LED của một số cá nhân, tổ chức, trường học, cơ quan trên cả nước bị thay đổi nội dung hiển thị. Theo Công an Quy Nhân, Cục An toàn Thông tin ghi nhận, những bản LED bị thay đổi nội dung thường là bản cũ hoặc bản có xuất xứ không rõ nguồn gốc. Các bản LED này có chung một đặc điểm là cho phép quản lý thông qua Wi-Fi và thường dùng mật khẩu Wi-Fi mặc định dễ đoán. Hiện nay cũng có rất nhiều ứng dụng trên điện thoại cho phép chỉnh sửa nội dung bản điện tử LED ngay trên thiết bị di động, phổ biến nhất là LED Art. Chỉ cần kết nối vào Wi-Fi của bản LED, sau đó truy cập vào ứng dụng là có thể chỉnh sửa được nội dung trên bản. Ngoài ra, trên TikTok, Facebook cũng chia sẻ cách sử dụng nội dung bản LED. Nhiều bạn trẻ học và làm theo để khoe dẫn đến bản LED nhiều nơi trên cả nước bị sửa. Chỉ cần biết được mật khẩu Wi-Fi của máy điều khiển bảng LED, người ta có thể dùng app để xâm nhập và điều chỉnh nội dung hiển thị trên bảng LED. Để khắc phục, Cục An toàn Thông tin đề nghị các cơ quan tổ chức liên quan kiểm tra, ra soát lại mật khẩu Wi-Fi bản điện tử mình đang sử dụng, đổi sang mật khẩu khác phức tạp và khó đoán hơn. Mật khẩu cần có nhiều hơn 8 ký tự, bao gồm cả chữ, cả số ký tự đặc biệt. Tắt Wi-Fi trên thiết bị nếu chỉ quản trị qua kết nối có dây. Vào tối ngày 28 tháng 11, bản led tại một trường học ở thành phố quy nhơn bình định xuất hiện dòng chữ nhà cái được người dân quay video lại ngay sau khi phát hiện sự việc công an phường đã kiểm tra và xác định hệ thống điều khiển bị xâm nhập trái phép lực lượng chức năng đã gỡ bản led trường xuống và cài đặt lại